thưa quý vị những câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu rất tế nhị và cũng rất muôn thuở trong câu chuyện này người con dâu, người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện đầy cảm xúc mà mình với mẹ chồng của mình trong những năm dài sống với nhau và câu chuyện như thế nào thì tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết người phụ nữ này đã cứ mỗi đêm khi về phòng riêng của mình tôi lại thấy phòng con dâu dù đã tắt đèn tối om nhưng vẫn nghe thấy tiếng người cười nói vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai nên bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc chúng tôi dồn cả cho nó được cái Con trai tôi rất thông minh Nhanh nhẹn và ngoan ngoãn Dù điều kiện kinh tế gia đình khá giả Nhưng từ khi lớn lên Nó không bao giờ nhờ vả bố mẹ Bất cứ một điều gì Chẳng thế mà Sau khi ra trường Vừa đi làm được 4 năm Con trai đã tự tích cóp mua được căn nhà Vợ chồng tôi cho nó thêm tiền Mua đồ nội thất và ô tô Để đi lại tiện lợi nhưng nhất quyết nó không lấy bảo sẽ tự kiếm tiền mua sắm chính vì thế tôi rất yên tâm và hãnh diện về con trai của mình thậm chí khi nó chọn bạn gái con dâu tôi bây giờ cũng rất ưng mắt ngay ngày đầu đưa con dâu tương lai về giới thiệu vợ chồng tôi đã rất mến con bé bởi con bé hiền lành biết điều và đặc biệt rất trân trọng tình cảm của gia đình sau đám cưới Hai con ở trên thành phố đi làm Nhưng cuối tuần nào cũng chạy xe về quê thăm bố mẹ Lần nào con dâu cũng vào bếp tổ tài nấu nướng Làm những món ăn hợp khẩu vị cho gia đình Niềm vui càng được nhân lên Sau cưới 7 tháng Hai đứa thông báo đã có bầu Suốt quãng thời gian con dâu mang thai Tôi ở xa Vẫn hướng dẫn chăm sóc con dâu chu đáo Và bồi bổ cho nhiều món ngon Để bồi bổ cho mẹ khỏe Con khỏe khi cuộc sống đang hạnh phúc như vậy thì một biến cố lớn xảy đến với gia đình chúng tôi đó là một ngày trên đường đi làm về muộn con trai tôi không may bị tai nạn giao thông và mất ngay trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu mất mát khiến cả hai vợ chồng tôi và con dâu ngã quỵ tuy nhiên cả ba lại phải vượt qua đau đớn mất con mất chồng mà vực dậy tinh thần bởi con dâu tôi đang mang bầu tháng thứ bảy đột ngột mất chồng khiến nó đau khổ muốn hóa điên xong nhờ đứa con trong bụng mà con dâu cũng cố gượng dậy được từ hôm con trai mất đã cả tháng nay con dâu bầu của tôi đòi từ quê lên thành phố ở một mình để còn hương khói cho chồng con cũng bảo sẽ đi đẻ ở bệnh viện trên thành phố cho yên tâm cá nhân tôi cũng đồng tình với quyết định của con dâu tuy nhiên tôi không yên tâm để con bé trở lại thành phố một mình nên cũng khăn gói theo lên cổng con dâu cũng vui lắm khi có mẹ lên bầu bạn nhưng cũng từ đó trở đi tôi phát hiện có một chuyện rất là kỳ lạ xảy ra ở phòng con dâu mỗi đêm cứ mỗi đêm khi về phòng riêng của mình tôi lại thấy phòng con dâu dù đã tắt điện tối om nhưng vẫn nghe thấy tiếng người cười nói thấy lạ tôi nhiều lần đến bên cửa nghe ngóng thì thấy con dâu bên trong đang chuyện trò với một người đàn ông Choáng váng Nghĩ con bé ngoại tình Đưa người lạ mặt về phòng Ngay sau khi con trai vừa mới mất Nên tôi tức giận lắm Tôi quyết mở cửa phòng con dâu Bất chợt để bắt quả tang Tại trận mới được Vừa mở cửa phòng xa Tôi khựng lại Khi thấy con dâu đang nằm một mình trên giường Tay cầm điện thoại xem clip Thì ra đây là những cái clip mà lúc con trai còn sống Đã tự tay làm tặng cho vợ bầu Và đứa con trong bụng Những tối khó ngủ vì nhớ chồng Con dâu lại mở ra xem Tiếng người đàn ông phát ra trong cái clip Chính là tiếng con trai của tôi Đứng bên ngoài cửa không nghe rõ Nên tôi chỉ thấy tiếng nói cười xì xầm Không nhận ra là tiếng của nó Thấy con dâu bầu sắp đẻ Mà vẫn nặng tình với chồng đã mất tôi chỉ biết ôm con khóc nghẹn ngào động viên phải cố gắng để mẹ tròn con vuông tôi phải làm sao để giúp con dâu vượt qua nỗi đau đớn nảy đây nghe nói những cảm xúc quá đau buồn và tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân và cái thai trong bụng phải không vâng thưa quý vị một câu chuyện đầy cảm xúc giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế này cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ bình luận cho câu chuyện này và tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai cảm phục khi nhìn đĩa cơm mẹ chồng tương lai cho người ăn xin tôi bưng đĩa cơm ra cho người ăn xin đang đứng co ro bên ngoài mà kinh ngạc vô cùng nhà bạn trai tôi mở quán cơm bình dân buôn bán rất là đắt khách nhưng yêu nhau cả năm rồi Tôi vẫn chần chừ Chưa muốn ra mắt gia đình bạn trai Bởi tôi nghĩ khi nào cả hai chúng tôi quyết định sẽ kết hôn Thì mới cần ra mắt gia đình hai bên Tránh rối loạn lung tung Thú thật Thì bố mẹ tôi cũng không hài lòng lắm Về gia đình của Tấn Bạn trai của tôi Bởi bố mẹ tôi luôn muốn tìm cho tôi một người chồng Môn đăng hộ đối Gia đình tôi khá giả Bạn trai tôi dù tài giỏi nhưng khả năng kinh doanh không có chỉ có thể làm nhân viên nhà nước với mức lương tầm trung bố mẹ sợ tôi lấy một người chồng không có khả năng làm giàu sẽ chịu khổ sở cả đời bạn trai tôi không hề biết chuyện này chỉ nghĩ do tôi chưa muốn cưới anh ấy thường năn nỉ tôi về nhà mình chơi nhưng tôi không đi chủ nhật vừa rồi tôi cố tình ghé qua quán cơm của gia đình bạn trai với tư cách là một người khách bình thường vì mọi người trong nhà anh chưa biết mặt tôi Quán cơm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng Tôi ngồi một lúc mà thấy mẹ Tấn lau sàn nhà mấy lượt rồi Nên sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng Ăn xong tôi tới tính tiền Tính tiền xong đang định rời đi Thì bác gái nhờ tôi bưng hộ đĩa cơm cho người ăn xin ở bên ngoài Nhìn đĩa cơm toàn thịt rau mà tôi ngạc nhiên Tôi bưng đĩa cơm đi trước Bà cầm bát canh 200.000 đi sau bà ân cần mời người ăn xin ngồi xuống bàn ăn cho thoải mái mà không hề e ngại vẻ ngoài có phần bẩn thỉu của người đó thấy người đó lúng túng bà còn động viên cứ ăn một bữa cho thật ngon và đưa người đó hai trăm đồng sự tôn trọng của mẹ tấn dành cho người ăn xin khiến tôi rất kinh ngạc sau đó tôi tìm hiểu mới biết hay bác gái thường hay phát cơm từ thiện vào ngày mùng một hàng tháng và bất cứ ai nghèo khổ bà đều cho thêm thức ăn miễn phí trở về nhà tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe và nói về chuyện cưới xin bố mẹ tôi gật đầu đồng ý vì một gia đình sống thiện lương chắc chắn sẽ có phúc đức về sau hơn nữa mẹ chồng tương lai là tốt bụng như vậy thì sẽ biết trân trọng và thương yêu con dâu tôi gọi điện cho tấn bảo anh sắp xếp thời gian đưa tôi về xa mắt gia đình anh bàn bạc chuyện cưới hỏi anh ấy mừng rỡ đồng ý ngay tôi không biết khi tôi xuất hiện trước mặt mẹ tấn liệu bác có nghĩ gì không hay về tôi hay không bởi tôi đã gặp mẹ anh ở quán cơm rồi nhưng lại vờ như không biết vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc cũng mong rằng các bạn và quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây